Nhiều năm gắn bó với việc ăn cơm nhà, vác tù già hàng tổng, chị Hồ Thị Ngọc Vân, sinh năm 1976, bí thư chi bộ kiêm chi hội phó chi hội phụ nữ khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, luôn cùng tập thể ban điều hành khu phố quan tâm đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những hoàn cảnh phụ nữ, học sinh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Như trường hợp chị Nguyễn Khoa Diệu Huệ, sống tại khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, cùng con trai là em Nguyễn Ngọc Hiếu, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, gia cảnh nhiều khó khăn. Công việc làm thuê làm mướn bấp bênh khiến kinh tế gia đình vô cùng eo hẹp khi chị vừa chăm sóc mẹ già yếu, vừa nuôi con ăn học. Kịp thời, chị Vân cùng chị em trong chi hội phụ nữ khu phố đã đến thăm hỏi và hỗ trợ. Cô lúc nào cũng quan tâm tới gia đình của chị, với mẹ của chị nữa. Nhà chị cũng khổ lắm, chồng chị mất sớm rồi. Con của chị còn nhỏ, bà mẹ chồng nay ốm nay đâu già. Dạ, hàng tháng con nhận được phần quà của mẹ với lại hội phụ nữ đã giúp đỡ con. Con cảm ơn hội phụ nữ và mẹ con rất nhiều. Với vai trò của mình, chị Vân luôn dành nhiều thời gian đi xuống dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Từ đó, chị đã cùng chi hội phụ nữ khu phố triển khai nhiều mô hình thiết thực, có nguồn kinh phí ổn định để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, học sinh vượt khó và các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Cô đây mấy năm nay là cô được cho bảo hiểm nè, rồi được ở khu phố quan tâm tới cô lắm. Thấy cô không có con cái quan tâm nhiều lắm. Những lần mà có đoàn nào đến thăm cũng ghé nhà cô cũng cảm động lắm. Và cô thấy cô mỗi lần ghé là cô thấy cô vui lắm, cô mừng lắm. Cô Vân rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, năng nổ, giúp cho bà con hộ nghèo rất là nhiều. Cho nên là ai cũng tín nhiệm và tin tưởng cô Vân hết. Như là hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Trong đó có hội viên phụ nữ, giúp vốn cho hội viên phụ nữ có vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Là hộ mới dâng lên thoát nghèo, chị Hồ Thị Thu Vân, 50 tuổi ở khu phố Hương Giang, vừa được ban điều hành khu phố hỗ trợ vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ số tiền 4 triệu đồng mà việc buôn bán hiện nay của chị Vân thuận lợi hơn, thu nhập gia đình đã ổn định, đủ trang trải lo cho con ăn học. Chị cũng khó khăn, chồng chị cũng mất gần 2 năm rồi. Giờ có hai đứa con, mà thằng trai thì nó cũng đi làm tiếp thị, còn nhỏ gái chị năm nay vô học đại học. Chị cũng nhờ là có được cái số tiền ở trên khu phố hỗ trợ cho chị kinh phí nên chị buôn bán làm ăn được. Cũng rất cảm ơn trên khu phố như vậy á. Thưa quý vị, với nhiều vai trò vị trí khác nhau, chị Vân vẫn luôn rất là trách nhiệm với công việc, giải quyết các vấn đề thấu tình đạt lý, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với bà con ở khu phố. Nhờ đó mà khu phố Hương Giang trở thành một khu phố đoàn kết, mọi người luôn gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Và để hiểu hơn về những hoạt động của chị thì Mai Tâm xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với chị Vân. Dạ thưa chị, thì như câu nói vui mà mọi người hay nói với nhau là những người làm công tác tại địa phương khu phố là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Thì vì sao chị lại vẫn nhiệt tình và tâm huyết đối với công tác tại địa phương ạ? Mình thấy mình giúp đỡ được nhiều người, được người dân vui vẻ, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì chị cứ vui và chị cố gắng nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Thì trong quá trình mà mình công tác thì không biết là chị có gặp phải những khó khăn hay vất vả gì hay không ạ? Cũng có gặp khó khăn, cũng có vất vả, nhưng mà nó không, niềm vui cũng có, buồn cũng có, nói chung là nhiều lắm em. Nhưng mà được sự ủng hộ từ gia đình nên là chị mới là được, mình được, nghĩa là mình được chú tâm hết sức vào cái công việc mình đang hoạt động. Mình giúp được cho người dân khu phố rất là nhiều, với lại các anh em khu phố đồng lòng đoàn kết, là nói chung là trong công tác dân vận á, vận động người dân bàn giao mặt bằng hay bất cứ một hình thức nào đó. Làm công tác này thì niềm vui lớn nhất đối với mình là gì ạ? Là anh em khu phố đồng lòng đoàn kết, và người dân khi mình tới là người ta kêu mình từ xa rồi, là người ta yêu mến mình như vậy. Đó là động lực làm cho chị để giúp cho chị làm được 15 năm, 16 năm nay rồi đó. Nên là chị rất là vui và rất tâm huyết với cái nghề này. Chị sẽ làm đến khi nào mà chị nói chung là không còn sức để làm nữa thôi. Dạ vâng ạ. Với những cán bộ khu phố như chị Vân là gần dân, sát với dân nhất, họ không chỉ là những đảng viên miệng nói tay làm, mà còn là những người tiếp lửa cho phong trào thi đua ở địa phương, đồng thời giúp đời sống bà con cải thiện, diện mạo khu phố ngày càng tươi đẹp, phát triển hơn.